Em mới vừa ly hôn. Và do là chồng đánh em. Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần là được. Thà là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Mời nhà trai. Rồi, chào đón em trai đến chương trình. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, công chúa. Hai bên có mặt rồi nha. Bây giờ chúng ta nói to lên qua cái hàng rào để mình cảm nhận giọng nói của nhau để hồi mình gặp nhau nha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Xin chào người xem đài. Em xin tự giới thiệu là em họ và tên là Nguyễn Nhật Tân. Nhà em thì ở ngay tại Quy Nhơn. Em đang sinh sống và làm việc ở ngay tại Bình Dương, Sài Gòn. Tân làm gì Tân? Dạ, hiện nay là em đang phụ quán gia đình và làm việc tự do. Bán gì Tân? Bán em mở hệ thống thịt dê. Và lẩu dê hả? Dạ, lẩu dê. Cách nào ship là phim trường cái lẩu được không? Rồi có một quán lẩu nướng ở ngay tại Bình Dương nữa. Trời, tuốt Bình Dương luôn hả cưng? Dạ. Nghe lẩu là thấy được rồi đó. Nhưng mà ở Bình Dương lận ta Linh ơi. Kệ. Ở thị xã Bến Cát. Mình nói coi mấy nhỏ nó có ship cái lẩu nào không? Thôi để coi bên đây ta có buôn bán gì không, ta nhờ bên đây ship. Rồi mình giới thiệu coi có buôn bán gì đồ ăn được không? Dạ em chờ chị Hồng Vân và em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Võ Thị Thúy Tiên, sinh năm 92, quê ở Quảng Nam và hiện nay em đang ở Gò Vấp. Công việc của em là nhân viên xe bất động sản và em là một coser cosplay ở Hồ Chí Minh này. À, hèn gì hèn gì. Hôm nay coi như là chính thức lên đây là ngoài cái hẹn hò ra là cưới luôn đó. Không có chờ đợi cũng không có gì hết trơn á, khẳng định luôn, đóng dấu luôn nè. Rồi, để hồi tôi qua tôi kiểm tra đàn gái thế nào. Ừ. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Em rất hòa đồng, thân thiện, cá tính, thích nhảy, thích đọc rap. Đọc rap hả? Dạ. Em chút xíu đọc rap thử nha. Dạ. Gặp mở rào cái là mình rap liền luôn nha. Dạ. Em biết làm nail, make up. Rồi, nói chung là những cái gì về làm đẹp, về thẩm mỹ. Em rất có năng khiếu đúng không? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ có. Điểm... mau quên ạ. Mau quên. Dạ. Như vậy là mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ không nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nói cái nhớ cái mối tình gần đây nhất đi. Dạ em mới vừa ly hôn. À em ly hôn là được mấy năm rồi? Dạ được một năm. Được một năm. Em đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Lý em do ly hôn? Mấy năm mà ly dị em? Dạ lấy từ 2016. Tại vậy do là chồng đánh rồi. Em. Ồ. Cái kiểu như ở chung rồi dùng tiền bạc á. Ừ. Cá hay gây gỗ đánh nhau coi thường. Cái em không chịu nổi nữa. Trong 2 năm không chịu nổi nữa cái em đi hôn. Rồi coi như là không chịu được bạo hành đúng không? Dạ. Trời, thấy tội nghiệp không? Bạo hành, bạo lực gia đình cũng là một cái điều mà cần phải lên án ha. Rồi em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bạn gái bên kia nghe. Dạ thưa mọi người thì điểm mạnh của em thì cũng không có gì, chỉ có là hòa đồng, hoạt bát, năng nổ với thích nghi được với môi trường. Em có thể hát được. Hát được luôn. Hát dở người ta nghe được hay không thì đó là bên khán giả. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà ăn được hay không cũng nhờ người ăn. Với nữa là em thích làm từ thiện. Có tật xấu gì không? Em thì hay bị stress, cho nên là cũng hay nóng tính. Nhưng mà là nóng tính của em nó không phải là vũ lực. Em chỉ có cái là hay nóng tính rồi bỏ đi ra ngoài thôi. Nóng là bỏ, nóng lắm là bỏ ra ngoài đúng không? Dạ. Hoặc là... được chứ không có bạo lực ha. Hoặc là đi ra ngoài biển ngồi khùng khùng điên điên mình thôi. Khùng khùng là sao? Tao biển làm gì đây? Chà cưng. Dạ kiểu như là mình làm những cái hành động mà mình thấy tự mình thấy mình khùng đó. Giống như là mình gào lên đó. Mình gào lên hay là mình lấy đá mình chọi ra biển hay là mình lấy cát mình bung lên, ví dụ vậy đúng làm không? Làm vậy biển nó cười mất cỡ. Để mình xả được cái bực tức của mình đúng không? Dạ. Vậy đâu có gì đâu khùng điên. Trời em ơi, cái người đàn ông áo xanh ngồi kế bên em khùng gấp trăm lần. Trời ơi. Làm gì? Làm mà còn không xác định được hành động đó là gì. Mình còn xác định được là mình tung cát, mình này kia nọ, còn đây là không xác định được luôn. Làm nhiều khi anh mắc cỡ trước biển luôn đó. Thôi nói vậy thôi bỏ qua đi, khó quá bỏ qua đi. Bây giờ nè, em có mấy mối tình rồi? Có 5 mối tình chính thức. Trời ơi, bên kia không nhớ nổi, bên đây có 5 mối tình chính thức. Ừ, thì người ta cũng đâu có phải vậy, ta mới ấy được, mới kinh nghiệm rồi mới tương đồng được chứ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, mối tình dài nhất là 2 năm. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 6 tháng. Em thấy mình thiếu sót những gì trong những mối tình như vậy?
Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới... bốn mối tình em bị cắm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Mối tình gần đây là mối tình thứ 5. Là em chỉ tình cờ em biết người ta cắm sừng em thôi. Có nghĩa rằng là người ta cũng cũng thăm em, cũng đi tới thăm em, xong người ta đi Đà Nẵng. Người ta là giáo viên dạy múa. Đồng thời thì ngày hôm đó em lại rảnh, em lướt Facebook rồi em vào cái chỗ trang like cá nhân của người ta. Thì em thấy cái người đó, cái người bạn trai đó để hình nền. Và khi mà người ta để hình nền của hai bạn xong thì em nhắn tin. Em nhắn tin cho bạn đó thì bạn đó cũng không biết là bạn gái kia đã có bồ. Nên là em nhắn tin cho bạn gái, rồi bạn gái không trả lời. Thì thôi, em cũng tự im lặng thôi. Coi như mình im lặng lặng, mình chia tay. Kinh doanh sừng đó ha. Dạ. Thì thường quá à. Công nhận em sừng nhiều. Em có ngại gì bạn gái bên kia đã có một lần lỡ chuyến đò không? Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, rộng lượng, tốt. Thôi, bỏ qua những chuyện đã qua. Bây giờ mình làm thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Đúng. Thà là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Đó. Rồi bây giờ cái từ đầu của em nè. Em cho một cái mẫu hình, cái người bạn gái mà em đang muốn tìm. Em thích người bạn gái của mình thì phải có cá tính, mạnh mẽ. Tại vì đôi lúc con trai cũng không thể nào mạnh mẽ được. Đôi lúc cũng cần cái sự chia sẻ. Đúng rồi, con trai đôi khi nó cũng yếu đuối lắm. Và tuyệt đối thì em cũng mong bạn nữ là đừng nói chuyện với người yêu mà giống như là võ sĩ nói chuyện bao cát. Nhưng mà em có thích những cô gái mà có một cái sở thích về cosplay không? Em thích mà. Tại vì những người đó em cũng coi nhiều mà. Vậy được. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà Thường Vân chỉ nói cái gì mà cá tính gì để coi. Đây, dạ, dạ, thôi tôi mời anh đó rồi. Trời. Nãy đi xe máy tới phim trường đây đó hả? Dạ. Trời ơi, hấp dẫn nha. Nhìn thấy ấn tượng đó. Em gái, em hay mặc cái bộ đồ thế này lắm à? Dạ đúng rồi, em hay mặc đi diễn mấy sự kiện văn hóa Việt Nhật. Sự kiện văn hóa này kia ha. Dạ. Sự kiện văn hóa Việt Nhật. Ừ. Có nào mặc đồ đi chơi không? Dạ cũng có. Cũng có luôn hả? Giờ lúc ví dụ như là em đi diễn xong á, ví dụ mấy bạn rủ đi ăn thì em cũng vẫn mặc bộ đồ như thế này đi. Bữa nào mặc đồ đi ăn lẩu dê ngon à. Đây là nhân vật Sakura trong Thủ lĩnh Thế Bài. À đó. Hãy nhìn thấy ra nhân vật rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Kiểu đó là bạn nó không tính toán, không gia trưởng, bảo vệ được em được. Để có thể bảo vệ được em. Được, bạn này bảo vệ được, thấy tướng to lắm. Nói với người thân rồi, cho trẻ gặp nhau đi. Em đi với hai bạn của em. Dạ, em là bạn của Thủy Tiên đây. Dạ, thì em nhận xét anh thì anh đặc điểm nói chung là chuẩn. Dạ, về Tiên thì em thấy cái gu anh là xác định là dính rồi đấy. Dạ. Còn em chỉ có một nhận xét thôi, anh có từng dùng những lời mực ngọt với những cô gái khác không? Em không phải là người ngôn tình anh. Dạ. Con người em thì có một cái được là em nói được làm được. Em thích thể hiện hành động nhiều hơn. Dạ, em xin hết. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hiện nay là em đi với anh hai em, với anh thầy em. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh Tốt Bụng. Và rồi, chị em. Hồng Vân đối với em là chị Hồng Vân luôn luôn là một người rất là dễ mến và dễ thương trong lòng của em. Cảm ơn cưng. Tân biết anh không nói nhiều rồi. Đâm ra của Tân cứ nhắm cái nút vào đâu thì bấm mạnh và chắc cái nút đó cho anh là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hay, ngắn gọn. Rồi, cứ nhắm cái nút mà bấm thôi. Được rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bấm là phải bắn cho trúng. Đúng rồi, mở rào. Hết hồn chưa? Cô dâu chim bồ câu á. Sakura đó. Rồi, đứng lên nhận quà. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà. Em mở lên đi coi biết. Mình nghe đầu tiên gặp mặt. Mà cái này mình mua hay là mình tự làm? Dạ, cái đây là đặt mua theo ý tưởng. Bánh rau câu á, Linh ơi. Được á. Em cũng có món quà nhỏ cho anh. Đây cũng có nghĩ á, là liên quan tới cái cosplay của em.
Ồ. Cái gì vậy cưng? Dạ móc khóa. À móc khóa, tại sao lại tặng người ta móc khóa vậy? Giống như là em giống như là đi liền với anh vậy đó. Nhưng mà móc khóa nào là giống như là anh đi xe thì lúc nào cũng có, giống như là em đi với cạnh vậy đó. Lúc nào cũng móc em vô với người. Với lại em là cái này có hình cốt vừa lại của em, có liên quan tới đam mê của em nữa. Anh cảm ơn. Bạn gái biểu diễn đọc rap cho bạn trai nghe. Thôi nhìn nhau mà biểu diễn nha. Không gian này của hai bạn đó, bắt đầu. Anh có yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ thuê mẹ thân chùa cầu duyên không? Anh có mơ phép màu từ ông tiên không? Anh có bao giờ mượn tin nhắn mà đọc rung vậy trái? Sao rung vậy? dấu hiệu của sự tình cảm đó nghe. Em nói diễn nên khó nói. Bạn trai hát đi. Anh tặng em một bài hát. Bài hát này thì kiểu như là chắc cũng là thay lời anh muốn nói với em luôn. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh, anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Anh yêu em. Rồi, thôi trở về ghế đi. Rồi. Hai bên cũng đàn rối dữ lắm rồi. Câu cuối cùng là câu chốt hạ đó, anh yêu em đó, hiểu không? Lần đầu tiên anh gặp, anh chỉ coi cái đó ở trên YouTube thôi. Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy bằng xương bằng thịt. Em có biết ý nghĩa của cái bánh anh tặng cho em là gì không? Tại vì cái đó là anh đặt làm cho nên là có ý nghĩa hết. Rồi. Ý nghĩa là gì ạ? Bánh anh làm thì không phải là gato. Chất liệu thì không phải gato cho nên là ăn sẽ không ngán. Ngoài ra thì bánh thì nó sẽ rất là ngọt. Anh muốn rằng là cái tình cảm của mình đó, cho dù anh với em ở xa đi chăng nữa thì vẫn có thể tạo điều kiện dành cho nhau. Cái thứ hai nữa là anh muốn tình cảm của mình nó ngọt như thế. Hay đó, bạn gái cảm nhận thế nào khi bạn trai nói thế? Dạ, ý nghĩa hay. Và em thấy cũng rung động. Rung động khi nghe cái món quà anh nói vậy. Coi như là tự nhiên á, nãy tự tin lắm nha, bản lĩnh lắm nha. Mở rào ra một cái là đớ luôn đó. Là đó, nói thì thủ thỉ, nói không ai nghe được luôn. Anh về trong một nhà, em với mẹ anh á, có chút gây nhau á. Mà trong lúc đó là anh đứng chính giữa, thì anh sẽ làm thế như thế nào? Mẹ anh thì mỗi lần mà mẹ anh cấu gắt cái gì là mẹ anh la mắng anh giống như là rapper, đọc rap như em vậy đó. Thế, nhưng mà có một cái là mẹ vẫn thương con. Và mẹ anh cũng đã trải qua cái vấn đề như em nói rồi. Cho nên là mẹ anh sẽ không có áp dụng đó với em đâu. Anh hứa chắc chắn như vậy. Tại vì bây giờ mẹ anh đang còn con dâu rồi. Mẹ đang cần rồi đúng không? Đúng rồi. Anh của em là có gia đình chưa? Dạ anh chưa luôn ạ. Chưa luôn, thành ra là giờ mẹ đang rất cần con dâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hẹn hò thế nào? Hai bạn bàn với nhau. Hiện giờ là anh cũng đang có một cái công việc là anh đang làm xuất nhập khẩu qua cảng và hiện giờ anh đang học việc để nắm được quy trình ở đó. Thì với lại rằng là anh cũng đang học bằng lái xe B2 nữa. Cho nên là cái khoảng thời gian mà anh dành cho em thì có thể rằng là nó sẽ không được thường xuyên. Em vẫn có thể rằng là em chắc anh cũng được, em chắc bằng video call. Hay là em có thể rằng là em gọi điện cho anh, hàng ngày vẫn gọi điện cho anh bình thường nha. Tại vì có khi anh sẽ không ở gần em được. Thì anh cũng mong muốn là mình có một cái gì đó để làm cầu nối với nhau. Im lặng là coi như tan vỡ. Anh không muốn điều đó. Em cứ kiểm tra anh hàng tuần cũng được. Còn không thì anh nhắn tin báo cáo cho em. Còn em có đi chơi ở đâu á, hoặc là như thế nào đó thì nhắn tin cho anh cái. Để anh đỡ lo thôi. Nhưng mà em không làm dâu được không? Em không làm dâu là mình khỏi cưới hả? Không phải là không về ở chung một nhà với mẹ đâu ấy. Không về chung một nhà có nghĩa là mình ra ở riêng. Đúng. Được. Nếu mà hai đứa đã tự có nguồn kinh tế cá nhân rồi thì anh nói chuyện đó bình thường. Nếu như bây giờ về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý? Thì là tiền bạc là vợ giữ là điều đúng đắn rồi. Nhưng mà vợ phải biết tiết kiệm. Chứ vợ mà tiêu xài hoang phí thì hai đứa ra ăn mày hết. Có là đem đi cốt thôi chứ không có sắm áo quần gì nhiều đâu. Đi cốt thôi. Cốt là hơn sắm đồ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ mê, bộ ghiền hả? Bộ ghiền. Đam mê hả? Dạ đam mê của em. Ừ. Hai bạn cũng trao đổi nhiều rồi.
Bây giờ mình tiến tới mình nói một câu nào đó tận đáy lòng của mình, suy nghĩ về người đối diện. Mình muốn nói gì nói, nói từ trái tim của mình. Nhìn bạn gái nói. Anh tự nhận biết anh không phải là con người hoàn hảo, một người bạn trai lý tưởng đối với em. Nhưng mà anh sẽ có cách để khiến biến cuộc sống của em trở thành cuộc sống lý tưởng. Em là một người đam mê có, nên là cái dụ mà tiền bạc như vậy á, mà anh kêu em tiết kiệm cũng quá cũng không được. Vậy anh có chấp nhận được không? Đam mê của em thì em vẫn làm, đam mê của em thì em cứ giữ, miễn sao là em có thể là em nghĩ đến cái bước đường dài và tương lai sau này. Sau này nếu mà mình còn có gia đình này nọ nữa, rồi mình còn phải chăm sóc cho ba mẹ của mình nữa ha. Thì nếu mà em đã kiểu như là em cân bằng được tất cả mọi thứ đó rồi thì ai cản em làm gì đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng lòng mình lại. Đây là câu chuyện không phải là đùa nữa, mà bấm nút là hẹn hò với nhau, là cho nhau một cơ hội. Nếu thật sự trái tim mình chưa rung động, mình chưa muốn, mình không cần bấm. Để nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình họ bấm. Chúng ta quay mặt về phía trước và đưa đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không có bấm. Lý do tại sao em gái không bấm khi mà chàng trai đã thổ lộ hết tất cả mọi thứ, niềm đam mê em cứ giữ, tất cả những sở thích của mình cứ giữ. Quan trọng là chúng ta cùng nhau để tiến xa hơn trên đường hạnh phúc thôi. Thì em cũng chưa thấy rung động gì bạn ạ. Chưa thấy rung động. Đúng. Thì em cũng kỹ là bắt đầu từ bên tình bạn để tìm hiểu. Đúng rồi. Chưa thấy rung động thì không cần bấm đâu. Dạ. Ta tôn trọng những ý kiến đó, bởi vì chúng ta chưa rung động ta bấm á, ta vô tình để người khác hiểu lầm. Ha. Một chàng trai cũng rất là thông minh, rất là đồng và nói chuyện cũng rất là hay ha, bằng lĩnh đó. Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa bánh ghép của mình ở bất kỳ nơi nào. Có một điều ở bạn trai tôi cảm nhận là bạn rất là tế nhị. Mình hãy giữ tất cả những kỷ niệm này để nghĩ về nó. Nhớ đã một lần chúng ta gặp một người bạn rất thân quen ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Từ đó vậy chưa có ai thích em, mà em cũng chưa có mối tình nào. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì có lúc em không có kiềm chế được cái lời nói khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Em muốn một người chững chạc một tí, một người ấm áp điềm đạm. Rồi một cô bé gái có nụ cười rất là tươi, rất là hồn nhiên, một chàng trai rất là vui tính và rất là tự tin. Hy vọng rằng với hai con người như thế, họ sẽ sớm kết nối và hiểu nhau và đi đến một cái tương lai tốt đẹp. Bây giờ thì Quỳnh Linh và Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Trường, em nay 30 tuổi. Công việc em hiện tại đang là cố vấn dịch vụ cho một hãng xe ô tô. Em hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Đồng Tháp. Còn em? Dạ, em tên là Đặng Khởi Phụng, năm nay em 29 tuổi, quê em ở An Giang. Và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành bên tư vấn chăm sóc khách hàng ở bên lĩnh vực chăm sóc mẹ bé. Em cho chị biết một chút xíu về cái ưu khuyết điểm của em đi. Về cái ưu điểm của em thì em thấy là em quan tâm chăm sóc người khác và em thích mang đến tiếng cười cho người khác nữa. Còn cái khuyết điểm của em là nhiều khi em sẽ gấp á, em sẽ nói hơi gấp thì em sẽ có khi em sẽ hơi rối và em nói hơi nhanh một xíu. Dạ, yeah, hơi rung nữa. Rung. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho thằng gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em học hỏi và tiếp thu nhanh, em cũng sống tình cảm và trang hòa với mọi người. Quá tốt. Dạ, điểm yếu em là thỉnh thoảng em bị quên, thích nhạc nhưng mà không nhớ lời. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng
em chịu đựng, mà em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á. Thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Dạ. Tức là đỉnh cao là em còn tuôn ra bất kỳ lúc nào. Dạ. Cũng là đôi khi bực mình quá, nó tầm bậy tầm bạ làm người khác tổn thương. Vậy em có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trước giờ thì em có 3 mối tình đó chị Hồng Vân. Có mối tình nào mà vì những cái lời nói tổn thương như vậy mà chia tay không? Tình chắc là mối tình đầu tiên đó chị Hồng Vân. Còn trẻ, lúc đó là còn trẻ, không có được chia sẻ và thông cảm với nhau á. Những lời nói đôi khi nó không có làm cho người khác người ta hiểu được mình. Em hay sau một cái mối tình đầu tiên đó thì em tự nhìn nhận bản thân mình và em sửa đổi và nhìn lại những cái gì mà mình đã trải qua. Mình nhìn được cái xấu của mình là tốt rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ ba là lâu chưa? Dạ, mối tình thứ ba thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ, yêu nhau được 8 tháng á. Rồi 3 mối tình. Bên nhà gái. Dạ, từ đó giờ em chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa, lý do? Chắc tại hồi nhỏ đó, thời đó em đi học hồi cấp 2, cấp 3 đồ á. Thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi, thường em chơi với bạn nữ nhiều. Với lại lúc đó em lớp 5, em 50kg. Trong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì phải lúc em đi học, em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là mình chân ướt chân ráo, mình vừa mới lên. Thì mình chưa kịp làm quen với sinh hoạt, tới hồi mà làm quen sinh hoạt là ta có bạn bè hết trơn, đâu có đâu có cặp, mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương thầm ai bây giờ? Không, lúc đó em có dọn dạng nhưng mà mơ mộng một xíu thì thấy anh ấy đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu. Nhưng mà thương thầm ai thì cũng chưa. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương thầm ai, chứ thương thầm ai mà tính em mà nếu như mà thương thầm mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. À vậy tính hả? Tính em cũng hơi tình cảm một xíu. Dạ. Như vậy á, em hình dung cái người yêu của em phải như thế nào? Hình dung người yêu của em muốn một người chững chạc một xíu, một người ấm áp, điềm đạm. Và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn, có duyên là được rồi. Chứ cũng không cần phải đẹp trai, tại vì quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, cái Quyền Linh tính tốt. Thì cũng giống anh đó. Này của đẹp trai anh, nhưng mà có nét dài ngầm ngầm giống anh. Nên trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ dài. Tóc dài gì nữa? Da sáng một tí. Da sáng, có sáng đó. Dạ. Sáng đó. Dạ, biết chia sẻ. Rồi, nãy bạn nói bằng sống rất là tình cảm. Dạ, người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền Nam luôn anh rồi. Dạ, qua cây cầu là tới Đồng Tháp, đi qua cầu Dầm Cống. Dầm Cống rồi, cầu Dầm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn. Qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là đi một tới tới luôn. Dạ, trời ơi, tôi nói dễ thương. Trắng tươi, trắng hơn em. Dạ. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một xíu. Chừng nào em đẩy quá người ta tới cái một đỉnh cao của sự nóng tính, người ta mới buông lời. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy. Thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Mà ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? Không, em chỉ để trong lòng thôi. Tại sao em không nói ra? Tính em thì em thích là thật ra phụ nữ cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ xíu, là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Dễ nhất người... là nói ra đi em ơi. Đúng rồi. Không nói ai đâu mà hiểu, mệt. Yeah. Thôi bữa nay nhiều cái mệt mỏi quá rồi ha. Đủ thứ, trời ơi, tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mưa bão gió lũ. Nói đi cho người ta hiểu luôn chứ. Đúng rồi. Bây giờ là anh trai đi với ai nè? Dạ em đi bạn học cùng quê em ạ. Em chào anh Quyền Linh với chào chị Hồng Vân với các bạn trong trường quay. Thật ra nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ thì em thấy ở hai bạn có cái điểm chung với nhau á. Thật ra là hai bạn cùng làm cái ngành dịch vụ khách hàng. Cái khả năng thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì em nghĩ sẽ là có. Đặc biệt là bạn nữ làm bên cái ngành mẹ và bé nữa. Hai bạn cũng có thể cho mình một cái cơ hội để có thể tìm hiểu với nhau. Cái tính của trường thì cũng muốn là chia sẻ, có người lắng nghe và thì em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với hai bạn chung phòng của em anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Thì em thấy bạn trai này cũng khá là dễ nhìn, hiền chân thành, bạn Phụng thì cũng rất là hiền, biết quan tâm người khác, thì em hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ hai bạn tìm hiểu sẵn luôn đi. Đó, cách tìm hiểu trực diện luôn nào. Kéo rào.
Dạ em chào anh. Mình có món quà tặng bạn. À em có một cái món bánh em tự làm gửi anh. Rồi mở ra coi quà của trường là cái gì. Mở ra coi nè. À là cái khăn chị. Cái khăn hả? Sao em tặng cái khăn về trường? Em dạ, muốn nhắn gửi điều gì trong này? Đây là cái khăn tròn đó chị Hồng Vân. Thì cái khăn tròn thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều trong mọi trường hợp. Nóng thì mình choàng cổ để nó tránh nóng. Còn khi mà gặp tới cái mùa trời đông sắp tới nè, thì mình sẽ bảo vệ được cái vùng cổ của mình. Rồi còn em sao em tặng bánh flan vậy? À em hy vọng hôm nay sẽ là một cái buổi bắt đầu ngọt ngào. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Chào Phụng. Chào anh. Cũng trường cũng làm bên lĩnh vực ô tô, cũng là lĩnh vực tư vấn. Mình hay chia sẻ với khách hàng về những cái lợi thế, những cái điểm mạnh, điểm yếu. Nên là trường cũng hy vọng là Phụng sẽ có thể những cái chia sẻ thật là chân tình. Không thường nói chuyện giống như nói chuyện khách hàng vậy. Anh em rồi cho nó tình cảm đấy chứ. Làm như Phụng đi sửa ô tô vậy đó. Em hồi hộp quá chị em đang rung đúng không chị? Dạ. Biết rồi, quan điểm về tình yêu và hôn nhân của em là như thế nào Phụng? Hai người đến với nhau quan trọng là chung thủy, có vấn đề gì xảy ra thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Mình chia sẻ, tôn trọng vấn đề đó. À đúng rồi, bao dung và biết chia sẻ. Thì anh cũng vậy, khi mà gặp vấn đề nào đó mình cùng ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình giải quyết vấn đề đó. Dạ. Thì mình mới đi được xa, đồng hành, chia sẻ và thay đổi. Yeah. Thay đổi để mình phù hợp với đối phương. Nếu mà sau này xác định với nhau á, vấn đề tiền bạc á, thì anh cũng không hy vọng là anh phải là giữ. Em tưởng em nói là anh hy vọng là anh là người giữ hết. Anh không thích kiểm soát vấn đề mà chi tiêu nó quá đáng. Yeah. Nó phù hợp thôi. Dạ rồi. Anh nhận xét, anh thấy em ấn tượng của anh như thế nào? Ngoại hình thì ghép Phụng rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Cũng là người miền Tây nữa nên giọng nói rất là ngọt ngào. Em có thường đi du lịch không? Tại vì công việc phải tùy, giống như thường thường nếu như mà lễ Tết em phải thường về quê. Và nếu như có du lịch thì em đi thực hiện đi cả nhà. Đi với mẹ em, với em, dì em rồi đó. Đi mà chia sẻ cái, tại vì em cũng chưa có ai để đi riêng thì em thích đi chung. Em là nếu như mà đi cũng không có xa, giống như đi đâu mà cả nhà thì vui vẻ vậy thôi. Còn không mà lễ Tết về ăn uống gì này nọ thì thôi đi ra ngoài. Anh thì anh rất là thích đi du lịch theo kiểu là trải nghiệm. Yeah. Mình có thể đi dịch bụi, đôi khi mình muốn một cái thư giãn thì mình có thể đi những cái nơi nó sang trọng hơn chút xíu. Yeah. Bây giờ em bước tới nắm tay cô gái ha. Đó, mời cô gái đứng lên cũng lạnh, để truyền cảm xúc cho nhau. Yeah. Hỏi đi. Nếu mình đến được với nhau. Yeah. Để tìm hiểu thì anh hy vọng anh sẽ là một cái bờ vai để cho em có thể là ngã vào, tựa vào. Yeah. Nếu trong trường hợp mà có gì đó không vui, cứ nói thẳng với anh và chia sẻ với anh. Yeah. Anh sẽ thay đổi mình hoặc là lắng nghe em nói. Yeah. Em cũng cần tìm một người như vậy. Em chỉ lo lắng như bạn nói đó, là bạn như mà nói mà không có, nhiều khi nóng quá đó, không có kiềm chế được đó. Thì em hy vọng là bạn có thể là sau này nếu như mà có thể tiến xa hơn thì có thể là sẽ có kiềm chế lại một xíu những cái lời nói. Thật sự tại có những cái lời nói nó còn hơn cả những cái đánh. À, anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi. Dạ rồi, em chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Cứ nắm tay đừng buông tay ra. Lúc này là chúng ta đang tìm. Dạ. Cảm xúc cho nhau. Từ khi quên em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, em yêu kiều thương tha, cho lòng đắm say. Cuộc tình này dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ai. Dạ, dạ em thích nhất rồi. Ở như đó là đủ rồi. Hãy hướng về phía trước, nhắm mắt lại để xem nhịp tim của mình có đập chung một nhịp hay không. Nếu không đúng, không cần bấm. Dạ, bây giờ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúng ta cũng lớn rồi, mạnh dạn lên nắm tay nhau nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm quen nhau với sự chứng kiến hàng triệu người. Đó, còn bây giờ thì chúng ta hôn nhau nào. Hai bác cho con xin phép, con hôn
Phụng nha. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Vui vẻ à. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ, và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi, hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Rồi Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ em ạ, con ở Nhà Bè. Rồi bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Kiều Trang, con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá, Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm đây lên gặp chương trình luôn. Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Ừ. Con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu. Ở dưới Kiên Giang. Đó. Tên... Mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn... Sao đó con? Dạ. Bên kia cũng giống giống vậy thôi, cũng lo gì đâu ha. Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ. Chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gấp gấp rưỡi luôn đó. Rồi, giờ con mà sao ta? Múp míp luôn, có cái đẹp cũng múp míp. Dạ, điểm mạnh của dạ, con là... Con thích nấu ăn và con biết làm bánh. Con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính, nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, còn không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Nữa quy quả có người bưng lại con, yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? Dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu và thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi, chưa có cái gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học, nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ, nên là chia tay, không hợp nữa chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại vì tối tối con thức khuya, nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa mới dậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Mái tóc không quá ngắn, rồi đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng vậy. Dạ con hiểu rồi. Còn về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bồi đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chơi giống số 10 di động. Tròn tròn giống con hả? Dạ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai ở bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè, cho em nghĩ cái đó là nó có sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok.
Dạ. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu từ như từ mà đã ông có mối ông tính thử ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. Cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Coi. Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụt sữa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. À dạ. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ dễ thương. Mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai này Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại, ngoại tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Giờ nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại xúc động, xúc động đúng không? Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong mà Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ trẻ gặp nhau đi nha. Khen chú, khen chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng không không chú? Tôi đói con. Dạ con có gì con? Dạ bánh. Bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây rồi đưa chú hết nguyên hộp. Dạ chút nữa con tặng cô ghiên. Ghiên hả? Ghiên. Dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi nha. Để cho cái nắp đi. Ăn đây mất cỡ quá chứ. Bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn thôi, mở rồi. Rào đi. Mở rào cho hai trẻ chú nó gặp xong nhau. Xong để chú nhập vào hội với anh Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Rào. Thơm quá. Dạ chào bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết. Nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Mình cũng thích trà sữa. Thôi. Đưa đây, cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch. Cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn mà cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần. Thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Vậy cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà? Chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Thôi nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á. Dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần.
Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Cái này anh nói trước nên dạ, là cái này khỏi bỡ ngỡ. Dạ, em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, hai vợ chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Thôi bây giờ nè, dạ, bà nam tiến tới nắm tay bạn nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bức nói gì với bạn gái hay hát tặng bạn gái, đứng gần gần nhau xíu sao vậy, giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tại cái một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan, ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói, nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bên quanh hỡi tình say. Nhớ về dòng sông ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta trải vời theo cơn sóng. Đó dạ, thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trong, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Rồi cô đếm nè. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nhắm mắt vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ là Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bé một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bé. Ôi giời con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em, để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Thì em có một mối tình ạ, được 7 năm. Bà ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm. Dầu thơm mới là vô. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân thì càng nhanh càng tốt. Mẹ hả? Cũng phấn khởi. Mời nhà trai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Ninh. Chào và em. Chị Hồng Vân ạ. Chào, chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Cù Hy Dầu, năm nay 32 tuổi, quê em ở Hải Phòng ạ. Dầu làm gì Dầu? Dạ thì em bây giờ hiện tại đang làm quản lý máy móc cho chị gái ạ. Làm về bên tiền vàng ấy, tiền vàng vàng mã đấy ạ. Ở Hải Phòng luôn? Dạ vâng ạ. À tức là từ Hải Phòng vào đây tham gia chương trình luôn? Dạ vâng ạ. Trời rồi ơi. Còn em giới thiệu nào? Em tên là Lê Thị Thơm, hiện tại em 27 tuổi và hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ạ. Bạn là tên Dầu, bạn kia tên Thơm. Dầu Thơm. Nhưng mà Thơm làm ở đâu? À dạ hiện tại em đang làm ngay quận 7 ạ. Quê Thơm là đâu Thơm? À quê em ở Thanh Hóa ạ. Ôi thế là cũng được rồi. Bao lâu em về Thanh Hóa một lần? Tùy anh Quyền Linh ạ. À, một năm em về một lần. Có khi thì nếu mà có thời gian thì em sẽ một năm sắp xếp về 2-3 lần ạ. Vậy là hay, kỳ này về Thanh Hóa xong ghé Hải Phòng ha.
Dạ, em không ngại sai, chỉ cần lý do thôi. Đó, thấy chưa? Dầu thơm không thể dơ. Rồi, điểm yếu, điểm mạnh của dầu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em biết nấu ăn ạ. Chăm chỉ trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, hay ngủ quên. Còn em sao nè? Em không có điểm mạnh gì nhiều, nhưng mà cái gì thì em cũng có thể làm được. Nấu ăn thì em cũng biết một chút. Còn điểm yếu của em thì em cũng giống như bạn bên kia là hay quên á. Tài khoản ngân hàng rồi là mật khẩu Facebook, Zalo gì đó là em cũng không nhớ luôn. Những cái tài khoản đó em chỉ dùng một mật khẩu duy nhất thôi. Có gì mà quên á là chỉ nhớ một cái đó thôi á. Không rồi, sao. Bây giờ em tài khoản giao cho giờ giàu nhớ bên đây được rồi. Tôi với ông Canh á, hai bạn này mà lấy nhau á, tụi mình mượn tiền tụi nó đi. Rồi nó không nhớ tôi á, ông mượn nữa. Ừ. Chút nhớ nói tài khoản cho anh biết chứ nha. Dạ. Giàu có bao nhiêu mối tình rồi? Thì em có một mối tình thì được 7 năm. Trời ơi, thì quen tới 7 năm nè. Bọn em chia tay cũng được 3-4 năm ạ. Lý do sao giàu? Tại thì lúc bọn em quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. Dạ, em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thì em mới về trong Tết năm 2019 ạ. Đi hợp tác lao động bên đó hả? Dạ vâng ạ. Em 14 năm ạ. Em nói tiếng Hàn giỏi không vậy? Dạ em cũng biết chút chút ạ. Annyeonghaseyo. 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 Manasubakasumida. Kasumida. Rồi cái cô bạn gái đó lấy có gia đình chưa? Dạ có rồi ạ. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm ạ. Dầu Loan vô rồi. Dầu thơm mới là vô. Rồi em nói như em đi Hàn Quốc về thì sao em lại không có người yêu? Em về đấy thì công việc của gia đình cũng bận nên em cố gắng làm sao là phụ giúp chị trong những cái năm chị đang bận, đang định mở rộng ra ấy. Thì em cũng có đi tìm hiểu ấy, nhưng mà ở chỗ em con gái đi lấy chồng hết rồi. Lấy chồng Hàn Quốc ấy, thanh niên xã còn nên xã bảo là tại sao cho con gái đi lấy chồng hết rồi ấy. Lý do em ế là như thế. Rồi nay là thấy ngon rồi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì lại phụ nữ thì tàn 19-20 bằng bé bé này ra em hỏi tên thì tàn gọi chú. Vâng. Thế là không có, em ngại quá, nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à. Vâng. Thơm thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là quá khứ là em đã có 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. Em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Ngoại hình thì nhìn nét hiền hiền một tí. Hiền tí đúng không? Dạ. Đến Quan coi bên kia hiền cái nào. Phải không? Dạ, em chào anh. Chào em, xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ, em tên Thơm. Hương Thơm á anh. Hương Thơm dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả. Tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em nghĩ là em chỉ cần bạn ấy có tính cầu tiến, biết chăm sóc cho gia đình, bạn không hút thuốc. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Đấy, cái nó mới hay. Đấy, cái câu ấy mắt lòng mắt dạ em ơi. Vâng, vâng. Nhà chồng ở Hải Phòng. Em gái, em dạ. Không thích điều gì đàn ông nè? Em không thích là bạn trai là hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi thuốc ạ. Không hút đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, không hút thuốc. Thứ hai là không có tính tiến thủ trong công việc. Ta vậy ta đi nước ngoài ta làm ăn không, người ta chuẩn bị về lấy vợ rồi ta phụ bạn chị này làm là, cái bạn này là tiến thủ rồi, cái đó không lo rồi. Em không thích bạn trai mà như kiểu là nói nhiều quá. Em làm sai cái gì thì bạn chỉ cần nói một lần thôi là em tự hiểu, em tự sửa sai cái điều đó. Bạn mà cứ nói nhiều quá em nhức đầu lắm. Không có la rầy em quá nhiều đúng không? Dạ. Giàu đi với ai giàu? Dạ em hôm nay em đi với mẹ với lại hai chị gái ạ.
Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của cháu Dầu. Bạn gái này cũng xinh, đẹp, nghe cũng hiền lành, phúc hậu. Dầu ơi, còn cố đi. Mẹ muốn hai con cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân. Thì càng nhanh càng tốt. Mẹ cũng phấn khởi. Bây giờ hỏi chị gái cái nè. Hỏi chị gái có bố trí công việc sẵn chưa? Bố trí cho em nó một công việc ngay và liền. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là chị gái của Dầu. Nếu mà chị nhìn thấy em cũng mến, xinh đẹp thì là chị cũng mong cho hai em cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Còn về công việc thì em cứ yên tâm. Thì công việc của nhà chị thì làm chỉ không có sức thôi. Việc nhiều rồi, em xin hết. Rồi, về đếm tiền em. Cứ đếm tiền không? Rồi Thơm đi với em, ai nè? Hiện tại là em đi với lớp tập yoga của em ạ. Bên kia là thầy của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thầy thì thấy em trai bên này là nói chung là có rất là nhiều ưu điểm. Thầy mong rằng là các em sẽ tìm hiểu về sau này nữa, coi như là chúng ta sẽ đồng ý bấm nút. Giống thầy, dạ, thầy hy vọng là vậy. Dạ. Rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mở rào cho Dầu Thơm lan tỏa. Mở rào. Trăm năm trước ta không hề gặp, hôm nay đây ta đã gặp lại nhau. Tặng hoa đi. Đứng lên trao quà, đơ trao ơ đồ. Hôm nay anh còn bỏ hoa tặng em. Thì bỏ hoa này không được đẹp lắm, thì anh mong là em sẽ là bỏ hoa đẹp nhất. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh á. Anh đoán thử xem cái này bên trong là cái gì. Cái này anh thấy giống cái chai đựng nước. Không, anh đoán sai rồi, anh mở đi. Gì mà hồi hộp vậy? Đừng nói tặng Dầu Thơm nha. Táo Linh ơi. Hả? Táo. Anh biết lý do là sao em tặng anh táo không? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đấy. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á. Như bom nổ chậm anh. Anh cảm ơn em nhé. Táo chín rồi đó, em hái đi. Dạ. Em là con gái, em nói trước đi. Em thì hiện tại đang làm ở quận 7 mà. Công việc của em thì cũng ổn định ở đó. Anh có, nếu mà anh yêu em á, ở ngoài đó thì anh có vô thăm em không? Anh đi thì anh mà nhớ em là anh sẽ thăm em thường xuyên. Dạ. Thì nói chung là công việc thì đã xác định, hôm nay thì anh gặp em ở đây. Dạ. Thì anh cũng xác định là đến với nhau hết cả cuộc đời cơ. Dạ. Thì cái việc thăm em thì rất là dễ với anh. Em cũng không có giỏi lắm về giao tiếp, hoặc là em cũng không có giỏi lắm về việc nhà không? Thì anh có đồng ý với cái việc nhà thì anh, cái việc nhà thì anh làm được. Dạ. Bất kể việc gì trong nhà là anh làm được. Nói chung là dạ, những lúc anh mệt ốm đau mà em biết chia sẻ là như nào thì cái đấy là ở giữa hai đứa mình, cả vợ chồng với nhau. Dạ. Em hỏi Thơm nè, khi mà mở rào ra, cái cảm xúc đầu tiên khi mà em gặp anh là như thế nào? Cảm xúc của em thì em thấy anh rất là hiền, y như là mấy hôm nay em tưởng tượng vậy đó. Tại vì mấy hôm nay trước khi đi này em hồi hộp dữ lắm. Em cũng tưởng tượng, mường tượng ra. Nói chung là mình cũng đã có một cái duyên trước đấy rồi. Thì em cảm giác là định mệnh rồi đó. Anh cũng vậy. Với lại là cái địa lý nè, phải tính cái vụ mà địa bây lý giờ dễ rồi. Em ra hay là anh vô. Chắc đó. Em ra nó dễ hơn. Em không hơn. Ngại, miễn là anh ấy mà lo được cho em, anh có thể mời em về làm kế toán. Tại vì em cũng đã học kế toán rồi. Anh, em không làm gì giỏi nhưng mà đếm tiền thì em giỏi lắm anh. Cái vấn đề này thì lúc nào mà em làm vợ anh, dạ, thì hai đứa mình sẽ bàn bạc tiếp. Mình mà tiến tới hôn nhân ấy thì dạ, như em thì sinh mấy đứa là phù hợp em nhất. Chỉ thích là hai đứa thôi. Tại vì nếu mà nhiều quá thì mình không đủ khả năng mình chăm lo cho con của mình có cuộc sống tốt. Thì nếu mà ít quá một đứa thì nó buồn, nên là em nghĩ là hai đứa là hợp lý. Rồi bây giờ mình tiến tới đi Dầu. Dạ. Nắm tay Thơm, nhìn mặt thẳng vào mắt Thơm và hát một bài hát nào đấy. Anh được nắm tay em. Không biết cái Dầu Thơm này hiệu gì đây rồi ạ. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Dạ. Mà bài hát này là lúc trước là bố anh hát tặng mẹ anh thì mới tán đổ mẹ anh được.
thì dạ, anh học lại của bố anh thôi. Thì dạ, anh hy vọng là sẽ đưa em về nhà anh được. Người ta thường nói lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được em tha thiết vỗ về lưng niu. Nhưng nếu có người con gái nhìn anh say đắm và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền, ngày mai hậu phương có em, ngày mai hậu phương có anh sẽ lên vợ chồng. Anh xin hết ạ. Dạ. Em thì hiện tại em cảm xúc là rối bời luôn anh. Rối bời. Lúc lên lúc xuống. Mong rằng nó lên nó đừng xuống. Rồi, thôi quay mặt để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Úi giời, hai cạch cạch rồi. Không, thời với gian thì hai tính cạch cạch. Chúng ta đã bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau. Dầu 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 thơm thơm đi. Em thầy. Dầu là phải thơm.